Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh của Sonderban Hàng Nhật Âu. Xin giới thiệu cho mọi người chiếc đồng hồ để bàn của hãng Senco. Cái mẫu Senco để bàn với cái họa tiết lắc xoay mạ vàng như này thì gọi là rất là bắt mắt. Thường những cái dòng này em bán cho mọi người thường hay đi biếu tặng, cực kỳ phù hợp. Em này thì ở phần cái bộ phận lắc xoay ngoài có phần tráng gương, thế là nhìn nó cảm giác như rất là nhiều bộ phận lắc xoay đang xoay, cực kỳ đẹp. Nhất là cái viên pha lê Skokki này bắt mắt. Và nổi bật thêm nữa đó là phần màu nâu của chiếc đồng hồ. Em này thì là nhựa, chất liệu của nó là nhựa nhưng mà nó làm như giả, như là gỗ nu ấy. Màu của nó thì khá là sang. Thường thì màu này mình trưng ở bất cứ cái không gian nào phù hợp, thế nên là rất là chuộng và mọi người mua biếu tặng rất là nhiều. Em này thì size của nó là 26x21, có cả màu vàng luôn mọi người nhé. Này em có hai màu, màu nâu và màu vàng, cái hình thức, cái hình dáng như này thì em cũng đã cập nhật hết ở trên web, mọi người có thể tham khảo trên các kênh bán hàng của Rốt. Em này chạy hai viên pin tiểu, một cho bộ phận giờ, một cho bộ phận lắc. Kích thước của nó là 26x21, mặt số đây rất là rõ ràng, kim hơi điệu đà một chút xíu ở phần bộ phận kim giây và kim phút và kim giờ. Kiểu dáng nó giống như kiểu cái đồng hồ cát ấy ạ, là eo thon vào phần bên trong như này. Khá là xinh. Mã của chiếc đồng hồ là 930. Các bác mà muốn biết thêm thông tin chi tiết về em đồng hồ này thì có thể inbox trực tiếp qua Facebook Sơn Gia Bang Hàng Nhật hoặc là truy cập web hangjapan.vn, web đồng hồ xưa.vn với mã là 930. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo.